Mời các bạn đến với phần tiếp theo của bộ truyện U Minh Trinh Thám. Nếu cảm thấy hay, các bạn đừng quên comment cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới, bấm đăng ký kênh để nhận lịch phát sóng những bộ truyện mới nhất và phát duy nhất trên audio truyện mỗi ngày. Và mong các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách chia sẻ rộng rãi video trên Facebook cho mọi người cùng nghe. Mỗi sự ủng hộ của các bạn là động lực vô cùng quý giá để audio truyện mỗi ngày ra thật nhiều video hay hơn nữa và nhiều hơn nữa để gửi tới tất cả các bạn khán thính giả. Cảm ơn tất cả các bạn. Chương tiếp theo. Âu Phạm thở dài một hơi, cũng không tiếp tục khuyên nữa. Quan điểm về giá trị của mỗi người đều không giống nhau. Âu Phạm cảm giác mình đã làm đầy đủ việc của mình rồi. Chuyện còn lại thì là do chính lựa chọn của nàng. Nếu như có cơ hội, tôi sẽ nói giúp cô. Vì sao vậy? Trương Hiểu Mai nói có chút không rõ ràng. Lúc nào tôi cũng có thể mà. Bây giờ làm ngay đi. Âu Phạm lắc đầu. Tôi bất quá chỉ là người trung gian mà thôi. Nếu như tôi nhìn thấy người mà cô cần giao dịch, tôi sẽ nói với cô ta. Chẳng qua thật không biết phải chờ đến lúc nào cô ta mới xuất hiện. Trương Hiểu Mai kéo mạnh tay Âu Phạm. Không được, anh nhất định phải giúp tôi. Không còn kịp nữa rồi, tôi không còn nhiều thời gian nữa. Anh làm ơn đi. Mẹ của tôi không còn thời gian để tiếp tục chờ đợi thêm nữa. Âu Phạm nhíu mày. Cô tin tôi đi. Tôi cũng rất muốn giúp cô. Cô là người đầu tiên vì người khác mà tới xin giao dịch. Nhưng tôi thật sự không có cách nào. Tôi chỉ có thể bị động chờ người kia xuất hiện mà thôi. Nghe đến đó, Trương Hiểu Mai buông lỏng tay Âu Phạm, trong mắt tràn đầy thất vọng. Đã như vậy chỉ có thể chờ đợi thôi sao? Trương Hiểu Mai có chút vô lực, viết lại tên cùng với địa chỉ, số điện thoại của mình đưa cho Âu Phạm. Nhờ anh, nếu như có thể nhìn thấy người kia thì lập tức báo cho tôi biết. Âu Phạm cầm tờ giấy gật đầu. Tôi biết rồi. Trương Hiểu Mai đứng dậy. Mặc dù trong lòng có chút thất vọng, nhưng chỉ cần là một tia hy vọng nhỏ nhoi thì nàng cũng không muốn buông tha. Đi tới cửa, Trương Hiểu Mai quay đầu lại nhìn Âu Phạm. Người kia thật sự chuyện gì cũng làm được sao? Phải. Khóe môi của Âu Phạm hiện ra một nụ cười thật khổ sở. Chỉ cần cô có thể trả đủ giá là được rồi. Trương Hiểu Mai gật đầu rời khỏi quán rượu, kéo theo thân thể mệt mỏi quay trở về nhà. Có lẽ hôm nay nàng đã bị đả kích quá lớn. Trương Hiểu Mai cảm giác thân thể của mình mệt mỏi tới mức không muốn cử động. Mới dùng chìa khóa mở cửa, nàng liền nghe được tiếng ho khan kịch liệt của mẹ mình. Trương Hiểu Mai không kịp cởi giày, vội vàng chạy vào phòng của mẹ. Vẻ mặt của mẹ nàng thật thống khổ, làm trong lòng Trương Hiểu Mai vô cùng đau đớn. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Đừng làm con sợ, để con đi gọi xe cứu thương nhé. Trương Hiểu Mai vội vàng đi tìm điện thoại, mẹ của nàng ngăn trở. Qua một lúc lâu, mẹ mới dừng được cơn ho kịch liệt rồi nói. Không cần đi con ạ. Con đi thì cũng vậy thôi, con tốn nhiều tiền hơn nữa chứ. Không bằng con tiết kiệm chút tiền để tính toán cho mình sau này. Trương Hiểu Mai có chút muốn khóc. Nàng cố gắng dằn nén không cho nước mắt chảy xuống. Nàng không thể khóc trước mặt mẹ mình được, như vậy sẽ làm mẹ mình lo lắng. Hít sâu một hơi, nàng nuốt ngược nước mắt trở về. Hiểu Mai quá mệt mỏi, ngồi trông chừng mẹ bên cửa sổ không biết ngủ thiếp đi lúc nào. Điện thoại vang lên. Trương Hiểu Mai bừng tỉnh. Thì ra đã là buổi sáng. Trên người nàng được phủ một chiếc áo khoác ngoài. Hẳn mẹ sợ nàng bị cảm lạnh nên cố gắng kéo theo thân thể bệnh tật đứng dậy đắp cho nàng. Trương Hiểu Mai nhìn thoáng qua mẫu thân của đang trong giấc mộng, hô hấp của bà đã nhẹ nhàng hơn không ít, hẳn là không có gì đáng trở ngại. Trương Hiểu Mai đứng dậy cầm điện thoại đi ra khỏi căn phòng. Trên điện thoại lúc này biểu hiện một dãy số lạ gọi đến. Trương Hiểu Mai mới nhớ tới chuyện hôm qua trong lòng, chợt vui mừng nhấn nút đón nghe. Tôi là Trương Hiểu Mai, xin hỏi anh là ông chủ quán rượu hay sao? Thanh âm của Trương Tiểu Mai không dằn được hưng phấn. Không phải. Đầu bên kia truyền ra một thanh âm giả nua. Tôi là ông lão công viên ngày hôm qua đây. Khi nào thì bắt đầu giao dịch? Nghe được không phải là ông chủ quán rượu, trong lòng của Trương Hiểu Mai trầm xuống. Ông lão hôm qua nói thế nào cũng giúp nàng, nàng tự nhiên không thể quá thất lễ được. Ồ, chào ngài. Tôi đã tìm được quán rượu kia, nhưng chưa tìm được người giao dịch. Ồ, vậy sao? Ông lão bên kia cầm điện thoại chợt trầm mặc một lúc,
Vậy cũng tốt, không còn chuyện nữa. Ồ, chờ một chút. Trương Hiểu Mai linh quang chợt lóe lên. Ông lão này biết về chuyện giao dịch kia, nói không chừng biết được phương thức liên lạc với người giao dịch. Xin hỏi ngài, làm sao có thể tìm được người đó vậy? Tôi thật sự rất gấp, mẹ của tôi không còn được bao nhiêu thời gian chờ đợi nữa đâu. Đầu dây bên kia điện thoại lại trầm xuống một chút. Qua thật lâu, thanh âm của ông lão lại vang lên. Tôi sẽ giúp cô tra thử một chút. Ồ, vậy thì thật là... Không đợi Trương Hiểu Mai nói xong lời cảm tạ, điện thoại đã dập máy. Thân thể của mẹ nàng ngày càng kém đi. Mỗi ngày trong lòng Trương Hiểu Mai nóng như lửa đốt vậy. Nhưng không nghe điện thoại gọi tới. Mỗi ngày nàng bận rộn chăm sóc cho người mẹ của mình, không hề rời bỏ một phút nào. Trương Hiểu Mai cũng không còn cơ hội đi tới quán rượu tìm kiếm ông chủ kia nữa. Một tuần lễ đã trôi qua. Mẫu thân nằm trên giường suốt cả ngày đêm không mở mắt, cơ hồ đã mất đi ý thức. Vuốt ve cánh tay sưng phù của bà, Trương Hiểu Mai chỉ có thể ngồi lặng bên đầu giường mà khóc. Đột nhiên, điện thoại yên tĩnh đã lâu lại đột ngột vang lên thanh âm, làm Trương Hiểu Mai kinh ngạc, giật nảy mình. Nàng lao ngay tới chộp lấy điện thoại. Xin hỏi, có tin tức gì sao? Trong lời nói của Trương Hiểu Mai vừa vội vàng, vừa mang theo tiếng khóc nức nở. Tìm giấy bút ghi lại đi. Ông lão bên kia điện thoại vẫn nói chuyện thật chậm rãi. Trương Hiểu Mai tìm được giấy bút, đem những lời ông lão dặn ghi xuống. Chiếu theo lời của tôi làm, hẳn là có thể. Khuya hôm nay chính là đầy tháng rồi. Nói xong, ông lão cúp điện thoại. Nhìn những dòng chữ ghi lại trên giấy, Trương Hiểu Mai có chút mờ mịt. Đây là những thứ thật kỳ quái. Chẳng lẽ thực sự giống như lời ông chủ quán rượu đã nói, dùng linh hồn của mình để giao dịch với ác ma hay sao? Mẹ của nàng đột nhiên lại rên rỉ, hẳn là thân thể đã bắt đầu đau đớn. Trương Hiểu Mai cắn chặt răng, xem như là bán đứng linh hồn thì thế nào? Nếu trên thế giới chỉ còn một mình nàng cô đơn, chẳng khác gì cái chết biết đi là mấy. Ông lão dặn những đồ vật cũng không dễ chuẩn bị. Trương Hiểu Mai tìm rất nhiều nơi mới có thể gom lại đầy đủ. Chờ đến khi về đến nhà thì đã là ban đêm. Hàng xóm mà Trương Hiểu Mai nhờ vả chiếu cố mẹ đã có chút sốt ruột lo lắng. Tiễn người hàng xóm trở về, Trương Hiểu Mai ngồi trước cửa sổ cạnh giường mẹ ngây cười, lặng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Bây giờ nàng phải đợi chính là ánh trăng dâng lên. Hôm nay là đầy tháng, bầu trời như được tẩy lễ vậy, không hề có chút mây. Ánh trăng tròn rơi xuống những con đường trống vắng không một bóng người, càng thêm lộ vẻ vắng lặng. Đây là một ngã tư đường rất ít người đi lại. Trương Hiểu Mai ôm một đống lớn đồ vật đứng ngay giữa ngã tư đường. Nàng đem mọi thứ mua được bỏ vào trong lò đồng đốt lên. Mùi vị kích thích khiến Trương Hiểu Mai nhịn không được chè lỗ mũi. Lồng tre màu hồng đặt bên cạnh có một con mèo đen nhỏ đang mở to đôi mắt nhìn chủ nhân mới của nó đang làm những chuyện thật kỳ quái. Ôm con mèo ra khỏi lồng, con mèo nhỏ thật ngoan ngoãn liếm lên tay nàng có chút ngứa ngáy. Thật xin lỗi, Trương Hiểu Mai có chút không đành lòng nhưng không thể làm gì khác hơn. Vì mẹ của ta, ta chỉ đành... Con mèo nhỏ có chút mờ mịt liếm ngón tay chủ nhân. Nó chỉ biết lấy lòng chủ nhân là được ăn ngon, hoàn toàn không phát giác được con dao nhọn lòe lòe trong tay nàng. Bỗng nhiên con mèo nho nhỏ giọng kêu lên một tiếng, nhìn gương mặt đang dãy giụa của chủ nhân. Nó không hiểu vì sao nó lại không được vuốt ve ấm áp cùng với đồ ăn mà nó muốn. Sau đó tiếng kêu của con mèo biến thành tiếng rít thảm. Con dao sắc bén chặt đứt ngang cổ con mèo, máu tươi chảy ra từ miệng vết thương dính đầy tay của Trương Hiểu Mai. Trương Hiểu Mai cố gắng không làm tay mình run rẩy, đem thi thể con mèo còn ấm đặt xuống mặt đất, chấm máu tươi vẽ loạn lên trên người mình. Nhắm mắt lại, Trương Hiểu Mai quỳ trên mặt đất niệm một chuỗi âm thanh thật trúc chắc mà ông lão đã dạy cho nàng. Những lời này nàng cũng không hiểu có ý nghĩa gì, chẳng qua không ngừng niệm, hy vọng kỳ tích sẽ xuất hiện. Đột nhiên mây đen không biết từ nơi nào bay tới, che phủ vầng trăng sáng. Con đường không ánh đèn trở nên đen nhánh âm u. Gió lạnh thổi qua sau lưng của Trương Hiểu Mai, làm cho nàng không khỏi rùng mình. Nàng mở mắt, lại phát hiện không biết sương mù nổi lên từ lúc nào. Sương mù dày đặc, cơ hồ không nhìn thấy ra quang cảnh cách vài thước xung quanh. Người đã đến rồi đúng không? Trả lời ta đi. Trương Hiểu Mai tìm kiếm khắp nơi, muốn tìm được bóng dáng của ác ma kia. Nhưng sương mù
lại làm cho nàng không nhìn thấy được gì cả. Ta biết ngươi đến rồi. Trương Hiểu Mai cố gắng nén nỗi sợ hãi trong lòng. Ta chỉ muốn làm giao dịch thôi. Ngươi có thể lấy đi tất cả, nhưng xin hãy cứu mẹ ta. Nhưng chỉ sau một lát thì lời của Trương Hiểu Mai không được bất kỳ lời đáp lại nào. Sương mù dần dần tản đi, trăng sáng lộ ra khỏi tầng mây, chiếu xuống mặt đất. Vẫn là ngã tư đường vắng lặng, chẳng qua chỉ có thêm thi thể của một con mèo nhỏ cùng một cô gái máu me đầy bặt. Thất bại rồi sao? Trương Hiểu Mai nhịn không được khóc ầm lên. Lần nếm thử cuối cùng cũng đã thất bại. Nàng thật sự không cách nào đón nhận được việc mẹ của nàng thực sự phải rời xa nàng. Trương Hiểu Mai mang theo nỗi tuyệt vọng tập tễnh trở về nhà. Bất kể như thế nào, nàng cũng phải đưa tiễn mẫu thân đoạn đường cuối cùng. Điều này làm cho nàng không còn thời gian tiếp tục khóc nữa. Rửa sạch máu trên mặt, Trương Hiểu Mai nhìn gương mặt tái nhợt của mình trong gương, cố gắng khởi lên tinh thần. Không thể để mẹ của nàng nhìn thấy khuôn mặt yếu ớt không sao chịu nổi như vậy. Trương Hiểu Mai đi tới phòng bà, vui mừng phát hiện mẹ của nàng đã mở mắt. Mẹ, rốt cuộc mẹ đã tỉnh sao? Trương Hiểu Mai chạy nhanh tới bên giường, phát hiện tay của mẹ mình đã không còn sưng phù như trước. Mẹ nàng cười cười rồi nói, mẹ chỉ muốn nhìn con thật kỹ thôi. Trương Hiểu Mai ngẩng đầu nhìn mẹ, không hiểu rõ ý tứ. Mẹ của nàng cười hiền lành vuốt ve. Thời gian của mẹ đã đến rồi, đã có người muốn dẫn mẹ đi, mẹ chỉ muốn nhìn con thêm lần nữa thôi. Trương Hiểu Mai nắm tay mẹ thật chặt. Mẹ đã nói gì đấy? Mẹ nhìn xem, tay của mẹ đã hết sưng rồi này, nhất định là không có chuyện gì đâu. Mẹ của nàng hít một hơi thật sâu rồi nói, sau này con phải tự chăm sóc mình cho tốt. Mẹ không còn ở bên cạnh con, hết thảy phải dựa vào chính con đấy. Mẹ, mẹ đừng nói khó nghe như vậy, mấy ngày nữa mẹ sẽ khỏe lại thôi mà. Trương Hiểu Mai ôm tay mẫu thân gục trên người bà. Trương Hiểu Mai cảm thấy có điều gì đó không đúng. Cánh tay của mẹ nàng đã vô lực buông xuống, không còn cảm giác được tiếng hít thở. Nàng hoảng sợ ngẩng đầu lên thì phát hiện mẹ của nàng đã rời đi nhân thế. Mẹ ơi! Trong lòng của Trương Hiểu Mai giống như bị dao cắt đau đớn, không khỏi lớn tiếng khóc òa. Mùi vị thật là khó ngửi. Trong phòng đột nhiên lúc này xuất hiện thanh âm của một nữ nhân, ngoài ra còn có một mùi thơm nồng nặc. Lần sau nên nhớ cho kỹ, không nên làm cho bản thân mình dơ bẩn như vậy. Ta không giống như những người khác đâu. Cô là... Nhìn nữ nhân đột nhiên xuất hiện, Trương Hiểu Mai kinh hãi không nói nên lời. Ta cái gì mà ta? Thời gian có hạn, mau nhanh bàn xong giao dịch để kết thúc công việc đi. Nữ nhân kia liếc nhìn Trương Hiểu Mai. Cô là ác ma làm giao dịch kia sao? Trương Hiểu Mai nơm nớp lo sợ hỏi. Nửa đêm có một nữ nhân không chút âm thanh đột nhiên xuất hiện trong nhà mình, không phải là oán quỷ thì chính là ma rồi. Nói nhà. Nữ nhân có chút tức giận nhìn chằm chằm Trương Hiểu Mai. Không phải là ngươi gọi ta tới đây sao? Nhưng mẹ của tôi đã đi rồi. Trương Hiểu Mai lại khóc không thành tiếng. Còn chưa đâu. Nữ nhân kia phất tay, một trận gió lạnh thổi qua, cửa sổ liền mở ra rồi đóng lại, còn truyền đến thanh câm kêu gào khiến người ta nổi cả da gà. Được rồi, tử thần đã bị ta đuổi đi, nhưng hắn sẽ trở lại. Khi hắn trở lại sẽ dẫn mẹ của ngươi đi. Nếu như còn chưa bàn xong, vậy mẹ của ngươi sẽ thật sự đi đấy. Nữ nhân thản nhiên ngồi xuống, giống như chỉ vừa đuổi một con ruồi rời đi. Cô muốn nói cô có thể đuổi hắc bạch vô thường tới câu hồn sao? Trương Hiểu Mai nghe nói như thế lại vô cùng kinh hãi, sững sờ một thoáng, sau đó liền hưng phấn chụp lấy tay áo của nữ nhân kia. Như vậy cô có thể nhất định cứu được mẹ của tôi rồi. Nữ nhân lạnh lùng nhìn Trương Hiểu Mai kéo tay mình, lộ ra một tia chán ghét. Trương Hiểu Mai thấy ánh mắt kia, thật tức thời buông lỏng tay ra. Chẳng lẽ ta tới phơi ánh trăng sao? Nữ nhân lạnh lùng nói. Nói đi, ngươi muốn trao đổi cái gì? Trương Hiểu Mai ổn định tâm tình rồi nói tiếp. Tôi muốn mẹ của tôi sống lại, sống thật khỏe mạnh. Ngữ khí của nữ nhân kia có chút không nhịn được. Có thể, nhưng sẽ dùng mạng của ngươi để đổi đấy. Được, nhưng tôi van xin cô, cho tôi được ở lại với mẹ tôi vài ngày, mà không phải trực tiếp đem tôi đi. Tôi sợ mẹ của tôi sẽ thương tâm. Tôi sẽ tìm lý do, nói tôi phải đi xa làm việc,
không làm mẹ của tôi hoài nghi, chỉ mấy ngày thôi. Trương Hiểu Mai cũng không hề sợ hãi đối với cái chết của mình. Đối với nàng mà nói, có thể cứu được mẹ mình mới là quan trọng nhất. Nữ nhân kia dương mắt nhìn Trương Hiểu Mai, vẻ chán ghét không còn mãnh liệt như trước. Không nghĩ tới ngươi còn là một đứa con hiếu thuận đấy. Trương Hiểu Mai thở dài rồi nói, tôi cùng mẹ tôi sống nương tựa lẫn nhau, tình cảm này người bình thường sẽ không hiểu được. Tôi nguyện ý vì mẹ mà giao ra tất cả những gì tôi có, bao gồm tính mạng của tôi. Mất đi mẹ thì tôi không sống nổi. Nữ nhân kia nghiêng đầu nhìn Trương Hiểu Mai. Vậy ngươi có nghĩ đến hay không? Nếu mẹ của ngươi sống lại mà ngươi lại chết đi, bà ta có thể cũng không sống nổi đâu. Giấy thì không gói được lửa. Cho dù ngươi có thể gạt bà ấy 1-2 ngày hoặc 1-2 năm, sớm muộn gì thì bà ta cũng biết về cái chết của ngươi. Trương Hiểu Mai cười rồi nói, không có gì. Mẹ của tôi còn kiên cường hơn tôi nhiều. Tôi nghĩ mẹ của tôi có thể cố gắng gượng qua được thôi. Nữ nhân kia cười lắc đầu. Thật là một quái nhân. Ngươi là người đầu tiên hy vọng dùng tính mạng của mình để đổi lấy cơ hội sống cho người khác trong suốt bao năm nay ta từng gặp. Nhưng ta đột nhiên cũng cảm thấy không chán ghét ngươi cho lắm. Nữ nhân mỉm cười nhìn Trương Hiểu Mai. Xin tự giới thiệu mình. Ta tên là Lily, là một thương nhân chân chính. Trương Hiểu Mai có chút không hiểu nổi thái độ biến hóa của nữ nhân kia. Chán tôi ư? Tại sao? Ta đã nói rồi, ta không giống như những người khác. Ta chỉ thích làm giao dịch với những người mà ta muốn. Bàn tay Lily trắng nõn vuốt ve mái tóc đen nhánh của mình. Ta không phải là nhân viên đến chào hàng đâu. Mà ngươi... Lily nhìn Trương Hiểu Mai ngừng lại một chút. Lại đi dùng loại phương thức không chính đáng kêu ta tới đây. Trên người còn tràn ngập mùi máu tươi mà ta chán ghét nhất. Mặc dù ta không biết ngươi làm sao biết được sự tồn tại của ta, nhưng loại nghi thức này làm cho ta rất không thoải mái. Trương Hiểu Mai vội vàng nói lời xin lỗi. Đối với ác ma có thể đem mẹ mình cứu sống, nàng cũng không muốn lưu lại ấn tượng xấu với người ta. Là người khác nói cho tôi biết phương pháp này, cho nên tôi không biết cô không thích như vậy. Người khác ư? Lily cười híp mắt, trong mắt mang theo một tia hàn quang. Là ai? Tôi cũng không nhận ra. Đó là một ông lão. Mặc dù Trương Hiểu Mai cũng muốn trả lời thật cặn kẽ, nhưng nàng rất sợ làm như vậy sẽ mang phiền toái đến cho ông lão kia. Dù sao ông lão cũng chỉ là giúp nàng mà thôi. Bỏ đi, chính ta có thể điều tra được. Lily đối với câu nói mơ hồ của Trương Hiểu Mai cũng không quá để ý. Vậy nếu như có thể... Trương Hiểu Mai suy nghĩ một chút vẫn quyết định nói ra. Ông lão kia chỉ là muốn giúp tôi thôi mà, có thể đừng làm khó ông ấy hay không? Lily cười cười rồi nói, người cũng là một người tốt, nhưng mà thôi, trước tiên nên nói chuyện giao dịch giữa chúng ta đi đã. Trương Hiểu Mai không chút do dự. Chỉ cần cho mẹ tôi sống khỏe mạnh, tôi nguyện ý giao ra tính mạng của tôi. Lily khoát tay rồi nói, không không, ta nghĩ ngươi lầm rồi. Lúc trước bất quá chỉ là ta nói nhảm mà thôi. Không được, giết ngươi đối với ta cũng không có gì hay. Dù sao mẹ ngươi là bị tử thần mang đi, loại mua bán chỉ bồi mà không kiếm thêm được thì ta không làm. Vậy rốt cuộc muốn tôi làm thế nào? Trương Hiểu Mai có chút mê hoặc. Ác ma tự xưng là thương nhân chân chính này không giống như những ác ma khác, mà thật giống như một người thương nhân thực sự. Ngươi hỏi ta sao? Thật đúng là khó khăn. Lily nâng cằm lên vẻ mặt buồn rầu rồi nói, cuộc làm ăn giống như ngươi. Bản thân ta là lần đầu tiên mới làm, cho nên ta cũng có chút bị làm khó. Không bằng như vậy đi, xem như là lần đầu tiên ta gặp chuyện này. Ngươi nói đi, ngươi muốn mẹ của ngươi sống khỏe mạnh thêm bao nhiêu năm nữa? Trương Hiểu Mai bị hỏi đến sửng sốt rồi nói, câu hỏi như thế tôi thật không biết. Đương nhiên là càng thọ càng tốt rồi. Lily cẩn thận đánh giá Trương Hiểu Mai từ trên xuống dưới thật tỉ mỉ, sau đó gật đầu. Ta có thể cho mẹ ngươi và ngươi rời đi nhân thế cùng nhau ở 10 năm sau. Lily suy nghĩ một lúc rồi nói, dù sao đối với ta mà nói, tình huống của ngươi tương đối đặc thù. Có lẽ dạo chơi trong nhân gian quá lâu, tư tưởng của ta dần dần có chút đồng hóa như nhân loại các người mất rồi. Đối với sinh ly tử biệt giữa thân nhân với nhau, ta cũng có chút thương cảm. Ý cô nói là mẹ của tôi có thể sống thêm 10 năm sao? Tin này làm Trương Hiểu Mai cảm thấy mừng rỡ. Không cần vui vẻ như vậy, 10 năm sau người cũng phải chết.
Lily nghịch mái tóc của mình quấn lên ngón tay. Người chưa nói tới chuyện tình yêu, trong lòng vẫn còn ảo tưởng, cho nên ta còn muốn cả tình yêu của ngươi. Trương Hiểu Mai đối với chuyện này có chút mê man. Tình yêu của tôi sao? Đúng thật, tình yêu của ngươi. Đã thật lâu chưa từng thấy qua tình yêu đơn thuần như vậy rồi. Nhân loại bây giờ cỡ tuổi như ngươi vẫn có thể giữ được tình cảm thuần khiết đã không còn bao nhiêu. Phần lớn trộn lẫn quá nhiều thứ nhảm chán. Tình yêu thì mang theo dục vọng, không đáng một chút nào. Lily nhìn Trương Hiểu Mai, nhẹ nhàng liếm liếm đôi môi, giống như nhìn thấy một món ăn ngon vậy. Bộ dạng này làm Trương Hiểu Mai có chút cảm thấy sợ hãi. Chính là như vậy, ngươi dùng 30 năm tuổi thọ còn lại của mình để đổi lấy 10 năm sống chung với mẹ ngươi, dùng tình yêu thuần khiết của mình để đổi lấy mẹ ngươi được sống lại. Về phần bệnh của mẹ ngươi sao? Lily suy nghĩ một chút rồi nói, xem như là tặng phẩm đi. Hôm nay tâm tình của ta không tốt lắm, nhưng nhìn tấm lòng của ngươi, xem như ưu đãi vậy. Trương Hiểu Mai không chút do dự gật đầu. Điều kiện này đối với nàng mà nói không cách nào cự tuyệt được. Nàng vốn đã tính toán xong, cho dù giao ra tính mạng của mình cũng phải để mẹ mình khỏe mạnh sống sót. Nhìn Trương Hiểu Mai ngay cả suy nghĩ cũng không cần liền đáp ứng, Lily cũng có cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nhưng người khác giao dịch ít nhất cũng sẽ suy nghĩ mấy mấy phút đồng hồ, sau đó bắt đầu cò kè mặc cả. Nhưng hôm nay người này dùng phương thức mạnh mẽ bức bách nàng ta tới đây, khác với những người khác. Điều này làm Lily có chút do dự. Người nghĩ thật kỹ chưa? Không cần suy nghĩ thêm sao? Lily lộ ra vẻ kỳ quái nhìn Trương Hiểu Mai. Phải biết rằng ngươi sống nhiều nhất chỉ được thêm 10 năm nữa. 10 năm sau ngươi cùng mẹ ngươi phải chết. Hơn nữa ngươi cũng chưa nói có chuyện yêu đương. Chẳng lẽ ngươi không muốn nếm thử thứ vị này sao? Trương Hiểu Mai đối với lời hảo tâm nhắc nhở của Lily cũng không để tâm trong lòng lắm. Lại có cái gì có thể vượt qua được sự khỏe mạnh của người thân mình chứ? Đối với tôi mà nói, mẹ tôi mới là quan trọng nhất. Hết thảy của tôi cũng là được mẹ tôi cho. Bởi vì mẹ tôi đưa tôi đến thế giới này, dưỡng dục chăm sóc tôi. Mà tôi có thể hồi báo cho bà chính là toàn bộ những thứ gì tôi có. Trương Hiểu Mai cười cười rồi nói tiếp. Lại nói tôi còn khả năng cự tuyệt sao? Nếu tôi đáp ứng, mẹ tôi có thể vui vẻ khỏe mạnh sống thêm 10 năm. Nếu không đáp ứng, sao phải chịu nỗi thống khổ mẹ chết đi? Mất đi mẹ đối với tôi mà nói, cuộc sống không còn ý nghĩa nữa. Có thể không chịu đựng sinh ly tử biệt lúc còn sống, đây cũng chính là một loại hạnh phúc. Nếu như người muốn giao dịch cũng không quan tâm, Lily tự nhiên cũng không còn gì do dự. Bàn tay mảnh khảnh như bạch ngọc của nàng không biết từ bao giờ xuất hiện một tờ giấy chẳng chịt viết chữ. Ký lên tờ giấy này đi, sau đó cắt máu của ngón giữa rồi nhỏ lên. Giao dịch xem như có hiệu lực. Trương Hiểu Mai không hề nghĩ ngợi, trực tiếp ký tên, cắt ngón tay nhỏ máu lên chỗ vừa ký xong. Ngươi thật là một người kỳ quái. Lily cầm khế ước. Cầm khế ước không nhìn kỹ lại đã ký tên vào. Nếu đổi thành người khác, ngươi đã có thể sớm rơi vào bẫy rồi. Nói tới đây, Trương Hiểu Mai mới tỉnh ngộ, mặt đỏ bừng. Vậy tôi có thể nhìn lại không? Vừa rồi quá nhanh nên tôi quên mất. Lily đứng lên ngó nhẹ lên trán của Trương Hiểu Mai rồi nói. Cô bị ngốc sao? Đã ký xong rồi còn nhìn thì có lợi ích gì? May mắn là ngươi gặp ta. Ta còn là một thương nhân chân chính, bằng không sẽ lừa gạt người đấy. Bây giờ tôi phải làm sao mới để cho mẹ tôi sống lại được? Trương Hiểu Mai nói. Cái gì cũng không cần làm, hết thảy cứ giao cho ta là được. Bàn tay trắng nõn của Lily phất qua mặt của Trương Hiểu Mai, nàng liền mất đi trí giác. Nhớ được, giao dịch giữa chúng ta không thể nói cho bất luận kẻ nào nghe. Nếu không, ta sẽ cho rằng ngươi vi phạm khế ước, thu hồi hết thảy giao cho ngươi. Chờ ngươi tỉnh lại, đợi chờ ngươi chính là vui mừng kỳ vọng đấy. Đây là câu nói sau cùng trước khi Trương Hiểu Mai mất đi ý thức. Chương tiếp theo. Ánh mặt trời lúc này chiếu lên mặt gây cảm giác chói mắt. Trương Hiểu Mai úp mặt sấp lại một cách lười biếng và nhắm mắt ngủ tiếp. Một bàn tay ôn nhu vuốt ve tóc cô rất nhẹ nhàng, trong lòng dậy lên cảm giác ấm áp. Nếu còn muốn ngủ thì lên giường mà ngủ tiếp đi con. Một thanh âm già nua vang lên bên tai. Đây là tiếng của mẹ. Trương Hiểu Mai thầm nghĩ, đó là tiếng của mẹ sao? Không cần đâu, con ở đây cũng được rồi mà.
là tiếng mẹ. Trương Hiểu Mai giật mình. Cô nhớ được ngày hôm qua, rõ ràng là mẫu thân đã không còn thở nữa mà. Cơn buồn ngủ bỗng nhiên biến mất. Trương Hiểu Mai giật mình nhảy dựng lên. Mẹ nhìn thấy cô con gái lớn nhảy dựng lên như vậy cũng sợ hết hồn. Con gặp ác mộng hả? Mẹ, bây giờ mẹ cảm giác sao rồi? Trương Hiểu Mai ôm lấy tay của mẹ vội vàng hỏi. Trương Hiểu Mai có thể cảm giác được sự ấm áp từ đôi bàn tay của mẹ, không còn lạnh giá, mất dần hơi ấm như tối qua nữa. Bà mỉm cười rồi nói, mẹ ổn, mẹ cảm giác khác lắm, trên người không còn đau đớn và cũng chẳng còn muốn ho khản nữa. Trương Hiểu Mai không nhịn được cục lên người mẹ mà khóc nức lên. Thật tốt quá rồi, tối hôm qua mẹ làm con sợ muốn chết. Bà ôn nhu vuốt ve đầu của Trương Hiểu Mai. Không có gì phải sợ cả, cái gì đã qua thì cũng qua rồi. Đúng rồi, mẹ, tối qua mẹ có cảm giác gì? Khóc một lúc nhẹ nhõm rồi, chợt nhớ tới nữ nhân ngày hôm qua, Trương Hiểu Mai mới ngừng khóc. Hết thảy đều giống như một giấc mộng vậy. Ngày hôm qua hình như mẹ có một giấc mơ kỳ quái. Bà cố gắng nhớ lại. Mẹ thấy một người đàn ông mặc trang phục áo đen. Hắn nói với mẹ là mẹ phải đi thôi. Mẹ nghĩ người đàn ông kia chính là vô thường quỷ dưới địa phủ. Nên mẹ bảo với hắn là mẹ muốn gặp con một lần cuối, nhưng hắn nhất quyết không chịu. Hắn dùng một dây xích khóa cổ mẹ lại, tóm lấy mẹ. Mẹ liều mạng dãy giụa không ngừng. Sau đó mẹ liền thấy con trở lại. Nam nhân kia hình như cũng nhìn thấy được con trở lại nên trốn vào một bên và nói rằng sẽ cho cơ hội để mẹ nói với con mấy câu. Sau đó mẹ nhớ được là mẹ có nói rồi, nhưng cảm giác thấy cổ căng lên và trở nên mơ mơ màng màng. Cuối cùng mẹ thấy được một quầng sáng trắng khiến cho cơ thể rất thoải mái. Lúc mẹ tỉnh dậy thì thấy con đang gục bên giường thiếp đi. Mẹ không muốn đánh thức con nên không gọi con dậy. Vậy bây giờ cơ thể mẹ? Trương Hiểu Mai nghe được lời nói của mẹ cũng có chút nghi ngờ đối với chuyện tối qua. Mẹ không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hình như bệnh của mẹ không có gì đáng ngại nữa đâu. Không thấy đau, cũng không ho khan, chẳng qua là người không có sức lực nào. Chắc là do đã nằm quá lâu mà thôi. Không được, con không yên tâm. Trương Hiểu Mai đứng dậy, để con đưa mẹ tới bệnh viện khám lại mới được. Kỳ tích, quả thực là kỳ tích đấy. Trương Hiểu Mai nhớ lại sự kinh ngạc của bác sĩ có chút buồn cười, miệng há hốc và giọng nói thì cao vút y như là đang gặp quỷ vậy. Vốn là bệnh nan y, là được thông báo tử vong, vậy mà đột nhiên khỏi hẳn. Sau khi kiểm tra thì thấy hiện tượng da thịt có chút khô héo do không vận động trong một thời gian dài, còn tất cả các bộ phận khác đều tốt đến mức không thể tốt hơn. Ngay cả những bệnh thường gặp của người già như huyết áp, phỏng thấp hay thị lực kém cũng đều không có. Thậm chí có thể so sánh với một thanh niên khỏe mạnh khoảng 20 tuổi. Dù là ai cũng không cách nào tin nổi. Đối với nữ nhân lạ kỳ kia, mặc dù đã lấy đi 30 năm tuổi, nhưng trong lòng Trương Hiểu Mai còn thầm cảm kích. Trong thâm tâm của cô, chỉ cần có thể sống bên cạnh mẹ thì dù có thể sống thêm một năm cũng là quá đủ rồi. Lúc này hít một hơi thật sâu, Minh Diệu chậm rãi mở mắt và thắp một nén nhang. Như thế nào đấy? Thấy được chưa? Nghe tiếng bật lửa, Từ Mẫn vội vàng chạy tới. Minh Diệu gật đầu mỉm cười. Mình đối với ác ma này mà nói ngày càng hứng thú. Quả thật cô ta là một kẻ thú vị. Gì cơ? Từ Mẫn nghe Minh Diệu nói mà vẫn chưa hiểu rõ ý tứ thế nào. Cô ta giống như một nữ nhân bình thường bỗng nhiên biến thành ác ma vậy. Đối với tình yêu thì có một thái độ vô cùng chấp nhất. Tôi rất muốn thực sự được trông thấy cô ta. Minh Diệu vừa trở về chỗ cũ, vừa đưa ánh mắt nhìn về phương xa. Quan trọng nhất là nàng ta thực sự rất đẹp. Cái tư thái kia thật là... ai ra? Đầu Minh Diệu lập tức u ngay lên một cục. Ngay cả ác ma mà cậu cũng không bỏ qua sao? Bộ cậu là sắc quỷ hay sao chứ hả? Từ Mẫn tức giận giống to lên. Trên đường về nhà, Từ Mẫn vẫn giữ nguyên bộ dạng hầm hầm như thùng thuốc súng, làm cho Minh Diệu sợ đến nỗi không dám nói lên một lời. Thực ra điều làm Từ Mẫn tức giận không phải là Minh Diệu đối với ác ma kia nảy sinh sắc tâm. Việc đó không thể làm cô tức giận được. Điều làm cô khó chịu là Minh Diệu đối với vẻ đẹp ngay trước mắt của cô cứ làm như không thấy. Điều này có thể làm cho bất kỳ người con gái nào bực tức đến phát điên. Vậy làm sao bây giờ? Ngồi ở ghế cạnh vị trí của lái xe, Từ Mẫn hung hăng kéo kính xe hạ xuống cái bộp, dọa Minh Diệu giật nảy mình. Cậu nếu không nghĩ được biện pháp tốt
thì tôi đem trói cậu ở trên ghế mà nhìn Trung Quốc nước ta tranh tài đại hội thể dục thể thao Đông Á đấy. Ấy, đừng. Minh Diệu bị làm cho sợ đến mức tí thì bị mất tay lái. Vậy không bằng chị xem đầu tôi chặt luôn đi cho rồi. Nhưng mà chúng ta bây giờ đi tìm Adam một lượt. Minh Diệu nói, trong trí nhớ của Trương Hiểu Mai thì ác ma này vốn là một tu hành giả. Gì cơ? Tu hành giả? Tử Mẫn hỏi, cô ta hẳn là một ác ma ngoại quốc. Cái đất nước kia có chút kỳ quái, chưa bao giờ nó khiến chúng ta phiền toái đến như vậy. Lại còn muốn sử dụng cái gì mà nghi thức, cứ trực tiếp đi tìm trong mấy cái sơn động trên núi là được mà. Minh Diệu bĩu môi khinh thường. A Đà đối với loại yêu ma ngoại quốc này cũng khá quen thuộc, cứ tìm cô ấy để hỏi thêm lai lịch nữ nhân kia một chút rồi tính sau. Sau khi nghe Minh Diệu kể lại chuyện, trên mặt A Đà cũng lộ ra vẻ không nói nên lời. Nếu cậu đúng như vậy thì ác ma này đúng thật là một quái thai đấy. Minh Diệu cười phá lên ha hả. Thấy chưa, thật ra là cũng không khác biệt lắm so với người bình thường, kiểu như hai người các cô chợt nắng chợt mưa vậy. Không đợi Minh Diệu cười xong, trên đầu đã bị Tử Mẫn gõ cho một phát. Tiểu Ái, ngươi có chút đầu mối nào không? Kể từ khi cùng Ada thân thiết hơn, Tử Mẫn đã gọi Ada bằng cái nickname Tiểu Ái, và Ada cũng hớn hở đón nhận. Việc này là Minh Diệu hết sức bất mãn. Tại sao hắn gọi Hoài Tố là Tiểu Ngọc mà mỗi lần gọi như vậy thì bị Hoài Tố phản đối chứ? Theo miêu tả mà đoán thì đây đúng là ác ma từ phương Tây. Cái nghi thức kia cũng chắc chắn là từ nghi thức phương Tây dùng để gọi ác ma. A Đà nghĩ một lúc rồi nói, chúng rủ dỗ loài người bán đứng linh hồn, dùng hoa ngôn xả ngữ, lập nên bất bình đẳng khế ước. Đợi đến khi người ký phái ước phát hiện ra cái mình nhận được không đúng như mong muốn là chúng liền biến mất, vô ảnh vô tung. Những ác ma này lại không giống thế. Dựa theo đầu mối của cậu dò xét được thì ác ma này tự xưng là một thương nhân. Trừ việc thích dùng hoa ngôn xảo ngữ dụ dỗ loài người ký khế ước ra thì không có lừa gạt gì trên khế ước cả. Tất cả mọi khoản đều đưa ra thương thảo và đạt được sự đồng ý của cả hai bên. Việc này cũng khá là khó hiểu. Nói đến đây Ada dừng một chút. Hơn nữa mỗi lần lại muốn mang đi tình yêu của người ký khế ước, đây là điều càng làm người ta không nghĩ ra. Một ác ma thì muốn tình yêu để làm gì chứ? Ác ma kia nói mình tên là Lily, có thể điều tra ra được điều gì từ đó không? Tử Mẫn tiếp tục hỏi. Ada lắc đầu. Tên ác ma thường rất dài và khiến người ta không nhớ được. Huống chi ác ma sẽ không đem tên thật nói ra đâu. Nếu thế thì người ký khế ước muốn rút lui có thể tìm những phương pháp như là gọi ma pháp sư cường đại dùng nghi thức đem nó về đây và tiêu diệt. Hơn nữa ác ma phương Tây thì lấy đâu ra tiền Trung Quốc cơ chứ? Nói như vậy thì dù chúng ta dùng nghi thức gì đó cũng không chắc tìm được ác ma kia rồi. Tử Mẫn ủ rũ vỗ lên bàn một cái. Ada gật đầu. Ác ma này là một loại tồn tại khác. Ta hoài nghi lúc ấy Trương Hiểu Mai đọc không đúng chú ngữ. Bình thường ác ma trên người không có mùi thơm, ác ma thì thích mùi máu tươi hơn. Nhưng Minh Diệu không phải nói sao, nữ ác ma kia còn nói nó chán ghét cái mùi vị này. Bản thân ta cảm thấy người đàn bà kia nói đúng tên thật của cô ta. Minh Diệu bĩu môi. Cô ta không phải đã nói sao? Cô ta là thương nhân và đang cần thêm tín dụng. Nếu như ngay cả tên cũng là giả thì tín dụng kia làm gì cũng đâu có thể có. Nghe suy đoán của Minh Diệu là Mada sợ hết hồn. Cái này không thể nào. Nếu đúng như người nói thì ma nữ này không phải là ác ma nữa rồi. Cô ta thuộc về một loại tồn tại gọi là bán thần. Chỉ như vậy mới có thể giải thích được. Minh Diệu đem mọi chuyện sâu chuỗi lại một lượt rồi gật đầu. Như vậy chuyện gì cũng đều giải thích được rồi. Tại sao cấp cao trong chính phủ lại muốn đem chuyện này bưng bít? Tại sao mặc kệ khế ước gạt người, và chủ yếu nhất lại là nhất quyết lấy đi khế ước tình yêu của con người? Các người đã nói gì vậy? Giải thích cho tôi nghe một chút đi. Ở một bên nghe không hiểu ra sao, Tử Mẫn gấp lên độ hỏi xoay vòng vòng hai người kia. Ada cúi đầu một lát và cũng không khỏi cảm thấy có chút tin tưởng lời của Minh Diệu. Nếu là như vậy thì tất cả mọi lời giải thích đều đã thông suốt rồi. Thật ra Lily cũng không tính là tên thật của nàng. Ada mở miệng nói, tên thật của nàng không ai biết, truyền lại từ xa xưa nhất là Lily Tis. Cũng có người gọi nàng với cái tên là Lila.
Nhưng đối với chúng ta mà nói, đây cũng không phải là một loại khu ma sư bình thường có thể động vào. Đó là bán thần thực sự. Nếu nói thì đó là một sự tồn tại cường đại nhất trên đời này rồi. Từ bỏ tình yêu đầu tiên của mình để lấy chồng, lại bị chính người đó lừa gạt. Trong mắt ta cũng chỉ là một nữ nhân đáng thương mà thôi. Minh Diệu nói không chút nào kính ngưỡng cái bán thần này giống như Ada vậy. Đối với người phương Tây mà nói, thì nữ ác ma này giống như một sự tồn tại tuyệt đối không thể xâm phạm. Nhưng ở đây, tôi nghĩ người lợi hại hơn ả ta thực sự là không thiếu. Những chuyện này chỉ là chuyện lặt vặt với mấy lão yêu quái sống vạn năm. Mỗi tội là mấy lão đó thích giúp vào nơi thanh tịnh mà ngủ ngon rồi. Đối với điểm này thì Ada cũng không hề muốn cãi cọ với Minh Diệu làm gì. Dù sao phương Đông và phương Tây cũng có sự khác biệt rất lớn. Cho dù cô có giải thích cho Minh Diệu thì cũng không chắc chắn hắn ta có thể hiểu được. Đã biết đây là một tồn tại hết sức mạnh mẽ mà cậu vẫn muốn kiên trì đi gặp cô ta đến cùng sao? Ada nhìn Minh Diệu nói vẻ mặt nghiêm túc. Minh Diệu tỉnh bơ cười lớn. Tại sao lại không chứ? Nữ nhân xinh đẹp như vậy mà không thấy được thì quả là không có chút đạo lý nào cả. Huống chi tôi còn rất nhiều vấn đề muốn gặp mặt cô ta để hỏi. Chú thích. Về giao dịch này thì ngay từ đầu khi mới bắt đầu, mọi người đã đoán được thân phận của ác ma. Đối với truyền thuyết về cô ta thì có rất nhiều, nhưng ta thì lại tin vào truyền thuyết Lily là ma cà rồng chi mẫu. Bất kể thế nào đi nữa thì sự tồn tại của nhân vật Lily là một sự kiện khá quan trọng. Thứ nhất là việc tranh đấu cho nữ quyền. Thứ hai là kiên quyết phản đối việc ép duyên của xã hội xưa. Có một lần Lily hỏi Chúa Trời: Cha, vì sao Adam và con lại không giống nhau? Chúa Trời trả lời: Bởi vì hắn là chồng con. Vậy vì sao hắn là nam mà con là nữ? Và vì sao con lại yếu đuối hơn hắn? Chúa Trời nói: Vì hắn là nam nhân, hắn có thể lấy sức mạnh để bảo vệ con. Nhưng con không muốn nhu nhược, con muốn có sức mạnh vượt xa cả Adam. Chúa Trời nói: Con của ta, năng lực của con đã an bài rồi. Chỉ cần ở trong khu vườn này, con sẽ chính là sự yếu đuối. Lily nói: Vậy con sẽ rời đi. Điều con muốn là được mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đó là nữ quyền chủ nghĩa, dám cùng thượng đế đối nghịch. Điều này không phải nữ nhân bình thường nào cũng có thể làm được. Các bạn vừa nghe xong phần tiếp theo của bộ truyện U Minh Trinh Thám. Nếu cảm thấy hay, các bạn đừng quên comment cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới. Nhấn like, bấm đăng ký kênh để nhận lịch phát sóng những bộ truyện mới nhất và phát duy nhất trên audio truyện mỗi ngày. Mong các bạn được quên chia sẻ rộng rãi trên Facebook cho mọi người cùng nghe. Mỗi sự ủng hộ của các bạn là động lực vô cùng quý giá để audio truyện mỗi ngày ra thật nhiều video hay hơn nữa và nhiều hơn nữa để gửi tới tất cả các bạn khán thính giả. Cảm ơn tất cả các bạn.